Thưa quý vị, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Trà Vinh, kết quả xét nghiệm PCR sáng nay cho thấy Trà Vinh ghi nhận thêm 367 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, thành phố Trà Vinh 59 ca, quyền Tiểu Cần 57 ca, quyền Cầu Ngang 57 ca, quyền Châu Thành 48 ca, quyền Trà Cú 40 ca, thị xã Duyên Hải 33 ca, quyền Cầu Kè 27 ca, quyền Càng Long 24 ca, quyền Duyên Hải 18 ca, và người từ ngoài tỉnh về có 4 ca. Trong số này có 360 ca được phát hiện trong cộng đồng, 160 ca đã tiêm 3 mũi vaccine. Tính đến sáng nay, Trà Vinh đã có 40.289 bệnh nhân COVID-19, toàn tỉnh có 273 trường hợp tử vong.